Xin chào mọi người, mời mọi người hôm nay cùng nấu món canh chua cá hồng ăn với bún cùng với mình nha. Cá hồng thì ở đây mình thích ăn cái đầu cá nên mình sẽ dùng nguyên một cái đầu cá luôn. Còn nếu mọi người muốn ăn thịt cá thì dùng phần thịt hoặc khúc giữa. Ở đây mình mua 1 ký nha mọi người, 1 ký cái đầu cá luôn. Cái đầu này nó có rất là nhiều thịt nên là ăn nó cũng không có bị nhiều xương quá đâu. Khi mua về thì mình sẽ rửa thật sạch với nước để nó hết sạch hết máu tanh. Sau đó thì mình mới để ráo và đi ướp. Để ướp thì mình sẽ dùng 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng. Mọi người sẽ cho thêm 2 trái ớt xanh. Ở đây mình sẽ dùng 2 quả, mình sẽ bẻ ra. Khi mình bẻ ớt ra thì cái vị của nó sẽ thơm cay hơn là mình cắt nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tại lên vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Bây giờ các gia vị là cơ bản như vậy rồi, mình sẽ cho thêm 1 ít bột ngọt. Bây giờ mình sẽ đảo đều cho gia vị thấm vào thịt cá và mình để ướp trong vòng 15 phút. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế tất cả các nguyên liệu rau còn lại. Rau nấu thì mình sẽ dùng chuối chát, thơm, bạc hà hay còn gọi là dọc mùng đó mọi người, ớt trái đỏ, ớt trái xanh. Đây là mình dùng thêm, nếu mọi người ăn ít cay thì bớt lại nha. Măng chua, hành ngò, cà chua và cao me nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi rửa tất cả các nguyên liệu mình gọt vỏ và mình sơ chế và mình cắt. Thường cái set rau canh chua của người miền Trung là như thế này. Mình chỉ cần ra chợ mình nói bán đồ nấu canh chua thì mấy cô ở hàng rau họ sẽ bỏ hết đầy đủ cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ thái tất cả các nguyên liệu ra, mình để vào một rổ như thế này để chút nữa mình nấu cho tiện luôn nha. Quả chuối này nó hơi già rồi, mọi người muốn mua lựa chuối non thì mua quả nhỏ thôi nha. Còn 2 quả cà chua này mình thái xong thì mình sẽ vào bước mình nấu luôn. Để nấu thì mình sẽ cho một cái nồi lớn, vì mình ăn bún mình sẽ cho một cái nồi lớn lên bếp, đợi nồi nóng lên thì mình sẽ cho vào ăn và mình xào thơm trước nha mọi người. Cà chua thì mình có thể xào 1/2 để lấy nước màu. Mình sẽ cho thơm vào đây để xào nha. Xào thơm trước thì nó sẽ rất là thơm. Cà chua thì mình sẽ cho 1 ít vào mình xào để lấy màu. Còn lại mình để sau khi nước sôi cá chín rồi mình mới cho vào. Cho đầu hành vào xào luôn nha mọi người. Sau khi xào xong thì mình sẽ cho lượng nước vừa ăn vào và mình sẽ nấu lên cho nó sôi nha. Khi nước nó bắt đầu lăn tăn rồi nó sẽ có bọt nên mọi người sẽ vớt sạch bọt để nó không có bị hôi. Nước sôi thì mình sẽ cho cá vào nha, cá thì mình đã ướp vào. Nếu mà loại cá nào mà nó bị tanh á thì mọi người phải tao cá trước khi cho nước vào. Còn loại cá nào mà không tanh thì mình sẽ ướp và mình cho vào sau khi nước sôi. Mình sẽ cho hết cá vào luôn nha mọi người. Mình sẽ chừa lại cái phần nước ướp, vì cho nước ướp vào nó sẽ bị tanh và đục cái nước canh của mình. Nước cốt me chua mình ngâm lúc nãy giờ nó đã ra thì mình sẽ lọc bỏ hạt, chỉ lấy nước cốt thôi nha. Các gia vị cũng hồng hồng rồi, mình sẽ nêm nếm lại cho tùy khẩu vị của nhà mình nha. Mình sẽ nêm muối, hạt nêm, nước mắm thì mình sẽ nêm sau cùng. Nước mắm thì mình sẽ cho 1 ít sau cùng trước khi mình tắt bếp. Nếu mọi người ăn có một chút ngọt thì cho thêm 1 ít đường. Mình nấu theo kiểu miền Trung nên mình sẽ không cho thêm đường. Mình nêm gia vị hoàn chỉnh rồi thì bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu cà chua, bạc hà, chuối chát, măng chua vào nha. Trước khi tắt bếp thì mình sẽ cho nước mắm và hành ngò đã cắt vào.
Vậy là nồi canh chua ăn với cùng với bún của mình đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị rau sống và bún để ăn kèm. Người miền Trung thì họ sẽ hay ăn có một chén mắm riêng cắt ớt vào để chấm cá. Như vậy là bữa ăn của mình đã xong nha. Canh chua rất là thơm, cay cay, the the, chua chua, rất là thanh mát, ăn cùng rau sống và bún. Cá hơi lạc thì mình sẽ chấm cùng với nước mắm riêng, ăn vị mặn mặn béo béo nha, vị cá rất là tươi thanh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.